buổi tham quan hệ sinh thái nông nghiệp của nhóm năm. Hệ sinh thái nông nghiệp là hệ sinh thái do con người tạo ra và duy trì nó trên quy luật nông nghiệp. Người dùng làm các đơn vị sản xuất nông nghiệp là các hệ sinh thái nhân tạo do con người tạo ra để làm đối tượng hoạt động nông nghiệp nhằm sản xuất lương thực thực phẩm. Hệ sinh thái nông nghiệp được hình thành do tác động của con người vào hệ sinh thái tự nhiên thông qua quá trình lao động nhằm tăng năng suất của nền nông nghiệp để phục vụ cho nhu cầu của con người. Hệ sinh thái nông nghiệp là hệ sinh thái nhân tạo nhưng được xác lập ở điều kiện tự nhiên nên không có ranh giới rõ ràng. Cách để phân biệt giữa chúng là sự tác động của con người. Trong hệ sinh thái nông nghiệp, chủ yếu cung cấp cho con người những sản phẩm là của cây trồng và vật nuôi. Hệ sinh thái nông nghiệp sử dụng năng lượng được cung cấp từ phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng. Nguồn vật chất bổ sung này chính là một trong những yếu tố để tăng thêm tính ổn định của hệ. Mang tính chất sản xuất nhưng vô cùng đáng sánh vai với nhiều nơi khác về phong cảnh. Hệ sinh thái nông nghiệp mang cho ta một bầu không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Mọi muôn phiền như tan vào trong một màu xanh của trời, thiên nhiên hữu tình mộc mạc, đồng nội và vô cùng xinh đẹp. Cá lóc là loài cá nước ngọt, thường sống ở những kênh gạch, ao hồ, đồng ruộng, sông, đầm lầy. Cả những môi trường ô nhiễm nước đục, nước ao tù, chúng còn có thể sống nơi cửa sông, trong môi trường nước lợ. Như chúng ta đã biết, loài cá này được dùng để chế biến nhiều món ăn ngon và hấp dẫn như bún cá, cá hấp, cá lóc nướng, cháo cá lóc. Cua đồng phân bố rộng ở vùng nước ngọt, từ đồng bằng, trung du, miền núi là động vật sống ở tầng đáy, ưa nước sạch, đầu hang thích nghi với vùng sét, vùng cát. Cua đồng là món ăn bổ dưỡng, dân dã ở các vùng miền quê và thành thị Việt Nam với các món ăn như canh cua, bún cua và lẩu cua. Gao dừa nước là loại gao này thường sống ở đầm nước hoặc trên cánh đồng lúa. Ào xong, ngọn và lá gao có thể ăn sống cho mát, có thể luộc hay nấu canh. Theo y học cổ truyền, gao dừa nước vị ngọt nhạt, tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Cỏ mực hay còn gọi là cỏ nhỏ nòi, liên hạ thảo, kim lăng thảo là một loại cây mọc dại ở rất nhiều nơi trên đất nước ta, nhưng nó cũng là một thảo dược thần kỳ đem lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể. Loại cây này được sử dụng từ rất lâu trong nhiều bài thuốc truyền thống ở các nước châu Á nhằm điều trị các bệnh lý về gan, tiêu hóa, nhiễm trùng. Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới. Lúa chế biến thành gạo và sản phẩm chủ yếu từ gạo là cơm. Gạo có thể nấu thành cơm nhờ cách luộc trong nước, vừa đủ hay bằng hơi nước. Các nồi cơm điện rất phổ biến ở châu Á đã đơn giản hóa quá trình và ngay cả cám gạo cũng có công dụng riêng của nó. Vừa đắp sự vất vả và chăm chỉ của con người, mẹ thiên nhiên đã ban phát nhiều hạt vàng của ngọc, những cây lúa vàng ươm được tưới từ giọt mồ hôi của người nông dân. Nhưng đi cùng với sự chăm chỉ đó, họ vẫn ích kỷ để lại cho mẹ thiên nhiên những tai họa ngầm, số lượng ác ải nhựa môi trường ngày càng tăng, dễ bắt gặp những mương ruộng, các ao nước ven đồng. Nó để lại rất nhiều tác hại cho môi trường và rồi là hậu quả nặng nề cho nhân loại. Vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn và phát triển lên một trái đất xanh sạch đẹp. Được rồi, đi thôi.